Xin chào cả nhà. Và một buổi sáng nha anh em nhé. Mình sáng nay mình đi rừng để khảo sát khu vực mới và mình lên được một đoạn và đã có tiếng động của đàn gà lôi, nó ngay ở trước mặt mình anh em ạ. Nó ở cái đồi bên trước mặt này. Không biết là có tiếng động gì làm cái đàn gà lôi nó kêu ướt ướt ở bên này rồi. Và sóc xiếc kêu ở trên này, không biết là có động gì rồi. Và sáng nay là mình sẽ đưa anh em cùng mình để lên thăm cái tổ chim ở trên này. Hôm trước thì mình cũng có đi cạo nhựa và phát hiện cái tổ chim mi đất. Nó làm ngay ở cạnh cái gốc thông. Và từ lúc mình thấy kia đến giờ cũng được một tuần mình không về rồi anh em ạ. Và hôm nay mình sẽ lên để thăm xem là nó đã đẻ con chưa. Từ lúc mình thấy kia là có 4 quả trứng rồi. Lúc đấy là chắc là đang ấp. Và giờ mình sẽ lên để thăm nha anh em nhé. Hôm qua thì cũng trời có mưa, một trận mưa to. Đây là những cái cây hồi anh em ạ. Năm nay thì cũng sai ít thôi. Đây là những quả hồi này. Sai nhưng mà sai ít anh em ạ. Mình chỉ còn lên một đoạn nữa là đến cái tổ chim rồi. Và tới này nếu mà nó đẻ thì mình sẽ lấy về nuôi để làm mồi nha anh em nhé. Bẫy mi đất thì cũng rất là thích và nó về cũng rất là nhanh. Cái đoạn đường trước lên thì cũng rất là rậm rạp và mình cũng vừa phát. Thời gian này thì mình cũng vẫn đi rừng thăm bẫy nhưng mà toàn móm thôi anh em ạ. Vì vậy là cũng không có video để ra. Thì mình cũng mong anh em thông cảm cho. Sắp đến cái tổ chim rồi nhá anh em nhá. Còn vài bước nữa thôi. Nó làm ngay ở chỗ mình đi lại để cạo nhựa. Và nó làm cũng chắc là khá là lâu rồi nhưng mà mình không để ý thì cũng không phát hiện được. Nó làm ngay ở dưới chân thôi anh em ạ. Và tình cờ một ngày thì mình có qua thì thấy nó bay ra thì mình mới phát hiện được. Đây là cây thông của mình anh em ạ. Treo hai túi. Và hôm qua có trận mưa thì mình sáng nay phải đổ nước rồi. Mùa này thì cũng Covid thì cũng không biết làm cái gì được thì cũng phải lên rừng để cạo nhựa nha anh em nhé. Và tổ chim nó ngay ở đây thôi anh em ạ.
Và mình sẽ đi vào xem nhé, nó đang up đây anh em ạ. Con mẹ nó vẫn đang ấp ở bên trong. Nó bay ra rồi anh em ạ. Nó bay ra khỏi tổ rồi. À, mình xem nó đẻ chưa nha anh em nhé. Chưa đẻ anh em ạ. Cái tổ của nó làm rất là khôn và nó cũng kiếm được một cái lá to về để che cái miệng tổ để khỏi mưa xuống nha anh em nhé. Có 4 quả trứng rồi, chắc là nó chuyển sang màu đen rồi, chắc là cũng sắp đẻ rồi anh em ạ. Tới này thì đẻ thì mình sẽ lấy về nuôi. Mình sẽ không động vào đến trong nha anh em nhé, để nó tự nhiên thôi. Có 4 quả trứng anh em ạ. Và nó chắc sắp đẻ rồi. Cái tổ nó bị ướt và cái bùn nó dính vào quả trứng anh em ạ. Đây là cái bùn thôi nha anh em nhé. Có 4 quả thôi và mình sẽ không động vào nữa để nó làm thôi. Đấy, con mẹ của nó kêu ngay đây rồi nhá anh em nhé. Nhưng mà nó cũng quen lắm rồi, mình không động vào thì nó cũng không sao. Và tới này nó đẻ thì mình sẽ về đặt máy quay để xem cách nó chăn con như thế nào. Thôi và giờ mình cũng sẽ kết thúc video nhé anh em nhé. Và sáng nay là mình đưa anh em cùng mình để thăm cái tổ chim, xem nó đẻ chưa, nhưng mà chưa đẻ anh em ạ. Chắc là tầm một tuần đổ lại nữa thôi là nó sẽ đẻ thôi, bởi vì là mình thấy cũng khá là lâu rồi. Thôi và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nhé. Hẹn gặp anh em trong những cái chuyến đi rừng tiếp theo. Và hẹn gặp anh em trong video sau. Chào anh em.